quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hải mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dớp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm. Thì
Anh chị em thân mến, chúng ta sẽ sáng chân đặc biệt đến Chúa Giêsu đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và của chúng ta. Xin người nói thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em nuôi dưỡng tình thân ái và chia sẻ vui buồn với chị em. Và anh chị em hãy theo lời dạy và hướng dẫn của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi chăn chứa tình thân ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được trân tỏa khắp nơi. Chúa cùng anh chị em. Và với các ông đăng ký của các ông một bàn về phần bánh và chúc phúc mẹ đang và trao cho hai ông có phát sáng đang và nhận ra người đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cả đã Thiên Chúa là Chúa Trời đất đấng đã trở nên sắc sảng ở giữa đấng đã trở nên sắc sảng ở giữa nhân loại. Và trong tâm tình cảm ơn chúng ta đứng Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse, chúng ta cầu xin Chúa đã thương người đến trong nhà này như là thượng khách và là Chúa của chúng ta. Lời xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết đến chúng con, đưa dạy chúng ta phải xây được nhà trên nền tảng của cha. Chúng ta cùng xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình cảm ái chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà này họ vui mừng vì có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà họ được Chúa điện thiện cứu mãi. Cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Cha và nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ, đó là đấng mừng sống của anh chị luôn đời. Chào tất cả. Và đã chào các ông đạo hai cùng
giá là một giá đấy. Lại có người đi lấy hàng là cái để cho ra đây hả? Thank you.
cụ bếp này có thế à? Ăn đi. Chả biết ngon hay không thì chả nhá. Không cần phải mic. Không phải thuê mà ngồi đến chục là vừa tấm hình thì là hai nghìn. Này, ý
nóng nhưng mà tao đã chết rồi mày quay lại tao nói cái buồn đấy tao biết là đâu để mà cái đồ What?
11, 12 giờ 1 giờ cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cần gì? Đâu cần gì?
Rồi anh Thắng mới đến rô cá đi. Thắng ơi. Thắng ơi. Không mở đi. Thôi. Nào. Quấn mất quản, sao rồi đứng lên bờ, nhiều người ta đứng lên không dám lên, mãi thì sao, lên đồng cờ cứ
đưa cho anh Phong mà. Hả? Lúc cháu xuống cho đưa cho anh Phong uống mà. Xuống ra anh Phong làm gì có cầm rơi vẫn là ấy kìa. Vẫn ra cầm nó đánh chặt đâu nhở? Còn tôi đánh chặt đâu? Cái mũ nước chai này, bồ đen đen này, nghề vẫn còn kìa. Còn cái khác, còn nào ném đấy, còn cái mũ của mày nó cầm nó đánh thì sao nó đạp hết cả được. À, thì có nhở, lúc anh Phong, cháu còn treo ở trên cái máy quay mãi. Lần lúc vậy nó đắm mà lọc phải trông là không phải là còn lại là chắc là ở bên làm thôi. Cháu gửi cho anh. Anh Phong gửi với cả một bà đó, bà thấy là cái máy quay đấy. Rồi rồi, cháu không cần đâu bà, còn đây là cũng bằng người ta. Đúng rồi, có một bà gửi mà. Bà bảo anh máy quay đứng đây lâu thì cho tôi gửi cái bộ quần áo nhớ. Cái bà bắt vào cái chân máy quay mà. Đấy, hỏi chú cậu còn làm việc cái kẹo người ta. Thế đến lúc mình lên cái bà cũng nhìn thấy mình đi lên, thế là bà lên bà cầm. Nhưng mà cái tất nhiên anh phải ở đâu mà chắc là nhà đồ đủ đấy. Các anh muốn gì thế chứ? Ăn bún đó nhé chứ? Bún, ăn bún. Chỉ có xe kìa. Chỉ có xe không anh ơi? Có xe không ai? À, xe điện. Ngủ bà anh. Đúng rồi, để tay chứ. Có này. Có lên trên nhà đi. Amen.
Một vé đi nhiều thế nào? 10 chân đó. Còn đây, còn lại đi. À, bảo cho ăn đi đi nào. Dạ vâng. Ôi, không được. Còn lấy cả tiền kia. Rồi chứ. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Không được. Nó sẽ chỉ ít. Thank you. Thank you. 550 cơ hả? 550. Có đi kiệt quá về về dưới này. Xin tiền nha, xin tiền nha. Ba, mày có đồng lẻ nó không cho chú ấy đồng rồi. Mày nhanh quay cầu luật bỏ tiền nha. Một đô, một đô, một đô. Tiền đâu? Bỏ ra. Bỏ ra cho. Nhiều tiền quá. Lên mạng tối nay bạn nói bảo chồng quá. Vô tay đi nghe mà không phải vô tiền thì không bỏ. Vô tay không vô. Không rồi chứ không thôi là giọng là xuống thôi. Mình nó tình hình xấu. Lúc nào lại chọn nữa. Này chồng mày thì nói nhá. Được ít chứ tính ra là không được tí 7-8 triệu. Trời ơi. Chưa bỏ vào đây đồng nào. Thôi cần cho bố đi con. Dầu mãi. Ước chưa bỏ đồng nào. Đủ phòng khách sạn 5 sao á. Trời lọt qua mắt nước. Bố kia em một khúc sông cười.
dí sát vào, dí thẳng mic vào. Thank you.
Thank you.
xin. Xin là được, xin là giàu, nó vẫn giàu. Thế bọn Thanh Hóa là tấn bọn gọi là cái gì cửa gì nhỉ? Nó gọi là cái gì cơ? Không có. Nó vẫn xin. Nhưng mà nó ở cái mặt là mặt gì nhanh nhỉ? Được cái lúa mà nó gọi là cái gì nhỉ? Đông Cống ạ. Ở Đông Cống. Đông Cống. Thanh Hóa. Đấy, biển trước mặt này. Đây biển này. Ô, cái là biển này. Ô, chứ thở này, bọn này biển này còn đẹp hơn là bọn cửa lò. Ở đây đẹp hơn cửa lò nhiều. Cửa lò ai, ấy không bị ai. Đi vào đây, năm ngoái cháu đi qua cái đảng kia. Đây nó có đông vui đẹp đẽ sạch sẽ này. Đi vào cửa lò, đi vào cửa lò đi, cái xe này này 20.000 chở mọi người thoải mái chơi thoải mái, buổi tối thì nó lấy đắt thằng. Chào tao. Thôi chào tao. Thôi đi tuyến sau. Cái mông. Con cũng vừa đây mà con cũng Bảo Đào ơi! Thank you.
Cảm ơn à.
đi tranh rồi về quay nữa. Thằng ơi,
đâu không chú à? Đi đi xuống cái cửa đi con ơi. Kiếm anh Long không lấy rồi. Anh Long thẳng đây là. Anh Long thẳng đây ra. Đông ơi. Chán nghe. Bốn ngày ngoài kia ra, bốn ngày bên trong. Có rồi chứ. Đứng dịch ra kia. Rồi. Xuống đây, xuống nước đi. Chị cầm anh kìa.
em đứng đây. Mấy em đứng đây trông anh xuống. Thôi trông như thoải mái này. Chuyển. Chuyển lên cho. Chuyển à? Thôi cả đây này.
là ông đỡ ở ngoài đó. Thank you.
sân rất cố nhá. Vâng. Cô đợi dưới chân này nhé.